Hello, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với channel của anh em mình nhá. Chiều nay anh em mình có một con cá mập đặc biệt. Thì một người bạn đã gửi lên cho anh em mình. Hôm nay sẽ làm một món nướng. Còn không biết là hương vị nó như thế nào vì lần đầu tiên ăn nhá. Hảo ăn cá mập chưa? Nghe đồn rồi. Qua sao? Chưa. Làm gì được ăn? Đúng chút phim không? Đúng phim không? Có căng nữa nè. Ờ. Con này bé chưa bọc hết. Thôi bây giờ anh em mình sẽ tẩm ướp nó. Quay gia vị. Ừ, từ từ á, chứa rồi đó. Thịt trắng à? Da nó cứ giỏng như kiểu gì à? Kiểu gì? Sắt gì? Ok, bây giờ mình sẽ tẩm ướp nhá. Rắc hạt nêm. Muối. Rắc hết đây tí. Xoay. Mắc khén này gửi từ Việt Nam sang là say hết rồi. Ăn nhiều tí nhỉ. Mắc khén. Còn đây hạt dổi nhá, hạt dổi mọi người. Hạt dổi vừa mới nướng. Vã ra rồi. Chứ phải hơi ít nhỉ. Ớt. Cho con quả này ăn cho nó phê. Quang nhìn thì quang nhìn thì quang khiếp rồi. Cả mập siêu cay. Đấy. Ngon đấy các bạn ạ. À. Kiểu ớt này với chất. Ngon đấy. Úi dồi. Ôi sao. Đó. Đỡ rồi, cho hết vào đi. Nỡ đổ cho hết nỡ vào đi. Đấy, cái phần đuôi là phần xịn đi. Ừ, vây sụn. Không, cá này nó bé. Đa số sụn hết rồi. Rồi, để cho nó ngấm một lúc á. Ai. Có quen. Được chưa? Đấy. Buộc dây thép vào cho chắc cứng. Bạch sạch giờ cho lên. Yes. Tàu bay. Thiệu Sơn Thụy có cái gì đây? Cánh gà, thịt mực, thịt bò, nghiên tảng luôn,
nướng ăn tạm, đợi cá nhá. Mấy lọ nước này nữa. Ờ, mấy lọ thuốc nói. Này nướng con cá này lâu ấy. Cứ nướng này trước đi. Ấy. Nước mật ong tí quét lên cánh gà. Có bên đầu này bắt đầu cá nước cá chảy ra rồi này. Ui nó giỏ ác lắm. Toàn cảnh con cá bây giờ đang đứng này. Nhìn nhà ngon phết nhỉ. Chuyển là bên kia đi. Nước con cá chảy ra. Hấp dẫn nhỉ. Này ông Đức chưa hết nào này. Ừ, đất chưa thế nào đây. Ông còn chỉ dục lật nhanh lên cháy. giờ là Quang nhường lại ngôi cho Hảo rồi nhá. Quang nhường lại ngôi cho Hảo đấy anh em nhá. Quang giờ thánh đớp đã nhường lại ngôi cho Hảo. Hảo diệt mồi nhanh lắm. Này khi cá chín xong anh em mình no là vừa nhỉ. Đói lắm, sáng giờ chưa ăn gì. Phải nướng tạm này ăn đấy. Ui Hảo khéo dậy vị ăn rồi em. Áo thun tự động là có đó. Cái cá nông thì chỉnh được còn cái. Thôi để dạt hết cánh gà sang sang đây, đừng cho giữa nào ấy. Đừng cho giữa đấy. Dạt hết ra đây. Dạt ra giữa nhiều than nhất, dạt ra. Cái này đang lấy. Cái này đúng rồi em. Quét mật ong vào nó hơi cháy mật ong tí không phải là nướng cháy nhỉ. Em ăn nướng lâu rồi để nướng cháy mà chết rồi. Rồi mà nâng cốc à. À. Mình ngon quá. Rồi. Cười gì vui đấy. Em cười gì vui ấy. Em đang cười tại sao uống nước ngọt mà đến cùng. Uống nước ngọt vui vậy. Kéo không chào đến vậy. con cá quét ớt quá trời ớt luôn. Nè. Đây đấy, đường link nhé, xong pop và đường link vào xong vào status. Em pet status xong em các vết khứa rồi là ứa nước rồi nè. Mắc khén là rồi đi ớt đó trời. Đây rồi. Cái này mới nhất. Chín các chỗ cắt nứt hết rồi này. Ui anh em mình nướng xoay nứt này. Ăn thế nào? Vị sao? Mềm. Ngon không ngon chắc. Từ từ tí nữa bỏ ra kia chắc. Rồi, Quang đặt sân ở đây. À, không đấy, cứ đây. Tháo dần đi, tháo dần nó hạ xuống mà. À. Quang tháo đi. Tháo đuôi ra giữa nó gãy bố mất cả. Đấy. Ôi. Hấp dẫn đấy. Cái này ở đâu nhỉ? Ôi, bằng cái làm gì? Làm dưới. À nằm trên đấy. Nhìn thì trắng nhỉ. Ui. Đâu đó ạ. Bắt đầu chiến đấu. Hạ nó xuống. Sao xoắn cẩn thận lại xoắn ngược lại. Thả vào cái khớp của nó vô. Ok. Cái phần đầu. Hảo ơi, Hảo nhấc cái này ra. Từ từ á. Ủa, không được. Nhấc nè. Không được. Cứ xoắn ra đây. Xoắn ra đi. Ngon đấy, ngon đấy. Rồi, tôi cầm Quang rút nhé, Quang rút đi. Ừ. Quang rút cây ra. Cầm nhá. Ừ.
Ôi trời ơi. Chật thôi rồi. Mới đầu phải để cài vào lòng phiền. Ôi trời ơi. Quang ơi, tháo dây thép này Quang ơi. Đấy. Còn cảnh em có mập. Ở bụng. Cài, có thể cài. Ui, nhìn thấy gì trắng au này. Ngon đấy, ngon đấy. Rồi, thưởng thức nào. Rồi, Quang thưởng thức đây. Làm miếng nào. Sợ, nhìn thịt trắng nhỉ? Bát đâu nhỉ? Đây. Trắng hết. Như người gừng nghe chảy. Hả? Ngọt. Thịt ngọt à? Ừ. Ngọt lắm. Như nào? Mềm mềm. Mềm mềm á? Bỏ mồm tan à. Được ấy nhỉ? Phải ạ. Hảo thưởng thức đi. Cắp lên dây nhỉ? Đúng không? Ăn không? Thơm không? Thơm. Ăn vô là tan miệng à? Ừ. Phải hả? Ờ. Nhưng mà lúc nướng nó dai nhỉ? Ừ. Nó không rụng như vậy. Sao tự nhiên ăn lại tan trong miệng là thế này? Ăn mềm tan trong miệng luôn đấy. Mời đây. Thưởng thức á, tôi phải thưởng thức á. Mời tất cả mọi người nhá. Ui. Nhìn rất là hấp dẫn nhỉ. Tôi xin mắt cá. Thì thơm nhỉ. Ừ. Thơm, mùi mắt khai thác rồi nhé. Nó cảm giác nhìn nó cứng nhưng mà thật ra ăn là mồm cứng luôn. Mồm tan nhỉ. Ừ. Để xương sống cá mập vào đây. Chờ. Toàn sụn nhé. Không có một. Ok mọi người ơi, thì em mình đã thưởng thức con cá rồi nhá. Khá là lạ. Ăn thì cũng ok. Nhưng mà nó hơi nũn. Có vẻ có thể là nó non, cá non. Đấy, Hảo hay Quang xem Quảng cảm nghĩ thế nào. Cá cũng như nào. Cũng ngon đấy. Từ từ cá lóc. Từ từ cá lóc hả? Cá quả. Nhưng mà ăn nó hơi bún bún. Ừ. Có ăn quá. Ăn làm cho biết vậy, nhưng có khi là nó còn bé thì là thịt nó không được ngon. Con này nó to vật vã mà. Ăn làm cho biết vậy thôi mà. Đồ lạ mà. Mấy ok, thì bây giờ anh em mình xin dừng video này tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Bye bye.